cardano.vn dịch tóm tắt video số 803, Cardano và sự đối lập với các blockchain khác. Dưới đây là bài tóm tắt nội dung video cuộc thảo luận về Cardano và các yếu tố phân biệt nó với các blockchain khác, nhấn mạnh sự kiên định của Cardano trong việc duy trì tính phi tập trung và hướng đến sự phát triển bền vững. 1. Tình trạng trung tâm hóa gia tăng trong thế giới crypto. Ngày càng có nhiều blockchain ứng dụng giao thức BFT, Byzantine Fault Tolerance, với sự hỗ trợ từ các quỹ đầu tư mạo hiểm lớn. Những giao thức này, chẳng hạn như Solana, đã chọn thiết kế và phân phối token tập trung, dẫn đến tình trạng gia tăng quyền lực trong tay một số ít người. Những blockchain này thường tài trợ cho các phương tiện truyền thông và các nhân vật có tầm ảnh hưởng để quảng bá, tạo ra một hệ sinh thái mang tính quảng bá mạnh mẽ hơn là thực chất. Mục tiêu không còn là xây dựng một hệ thống phi tập trung, mà trở thành công cụ để các công ty khai thác lợi ích tài chính từ người dùng. 2. Cardano, sứ mệnh phi tập trung và phát triển bền vững. Trong bối cảnh trên, Cardano nổi bật với mục tiêu giữ vững tính phi tập trung và tạo ra một mạng lưới mà người dùng vừa là người sử dụng vừa là người sở hữu. Điều này đạt được thông qua hệ thống cổ phần phi tập trung với hơn 3,000 pung, sử dụng giao thức Ouroboros dựa trên Nakamoto Consensus để đảm bảo bảo mật mạng lưới. Khác với các blockchain sử dụng giao thức BFT, Cardano cần ít nhất 51% cổ phần để xảy ra tấn công, đảm bảo tính bảo mật cao hơn nhiều so với mức 33% trên các giao thức BFT. 3. Các vấn đề với mô hình giao thức BFT. Mặc dù BFT mang lại tốc độ giao dịch nhanh hơn, nhưng mô hình này phải đánh đổi bằng việc giảm tính bảo mật và phi tập trung. Khi các blockchain như Solana chỉ cần 33% cổ phần để xảy ra tấn công, chúng dễ bị các nhóm nhỏ thao túng và thậm chí bị tắt mạng lưới trong trường hợp có ý đồ xấu. Ngoài ra, các quỹ đầu tư lớn thường mua sẵn một lượng lớn token, tạo điều kiện cho một số ít người nắm quyền kiểm soát, biến những blockchain này thành các hệ thống gần giống như ngân hàng tập trung hơn là một hệ thống phi tập trung thực sự. 4. Lợi ích của Cardano trong sự khác biệt. Cardano không chỉ là một hệ thống phi tập trung mà còn có những cải tiến vượt bậc. Thông qua kiến trúc UTXO, Unspent Transaction Output, Cardano đảm bảo khả năng mở rộng và bảo mật tốt hơn so với các hệ thống dựa trên tài khoản như Ethereum. Mặc dù Cardano có tốc độ xử lý chậm hơn các hệ thống BFT, những cập nhật như Perlertus phiên bản V3 và các cải tiến về giao thức Ouroboros Purser sẽ giúp tăng tốc độ xác nhận mà không phải đánh đổi bảo mật hay tính phi tập trung. Điều này đảm bảo Cardano có thể phục vụ nhu cầu tài chính toàn cầu mà không ảnh hưởng đến sự an toàn của mạng lưới. 5. Chiến lược phát triển hữu cơ của Cardano. Một trong những điểm nổi bật của Cardano là cách tiếp cận phát triển từ dưới lên. Từ khi ra mắt, Cardano luôn nhấn mạnh tính bền vững và từ chối các khoản đầu tư lớn từ quỹ đầu tư mạo hiểm để duy trì độc lập. Cardano chỉ phát hành một lượng token giới hạn, với phần lớn được phân phối công khai tại Nhật Bản. Đến nay, cộng đồng Cardano không ngừng lớn mạnh nhờ các giá trị chia sẻ, tạo ra một mạng lưới trung thành và gắn bó lâu dài, không phụ thuộc vào các nguồn tài trợ từ bên ngoài. 6. Khả năng chống lại sự thao túng và đảm bảo tương lai lâu dài. Cardano không chỉ được xây dựng với mục tiêu phát triển lâu dài mà còn chuẩn bị cho khả năng chống lại các áp lực về quy định trong tương lai. Cơ chế quản trị on-chain governance, giúp cộng đồng có quyền quyết định, biến Cardano trở thành một mạng lưới phi tập trung thực sự mà không dễ bị tác động từ bên ngoài. Với mục tiêu trở thành một hệ thống tài chính toàn cầu, Cardano đang tiến gần hơn đến việc hiện thực hóa điều này thông qua các bước phát triển bền vững, đáp ứng tốt nhu cầu tài chính nhưng không đi ngược lại các giá trị phi tập trung. Kết luận: Cardano mang trong mình sứ mệnh tạo ra một mạng lưới blockchain an toàn, phi tập trung và bền vững. Trong khi các hệ thống blockchain khác có thể dễ dàng đạt được quy mô và tốc độ nhờ vào sự hỗ trợ của các quỹ đầu tư mạo hiểm và các giao thức nhanh như BFT, Cardano chọn con đường bền vững. Phát triển hữu cơ và tập trung vào tính phi tập trung thực sự. Đây không chỉ là một blockchain, mà là một phong trào, một cộng đồng mà mỗi người dùng đều có thể tham gia và trở thành một phần của nó. Bài dịch tóm tắt video được thực hiện bởi Cardano.vn. Hãy nhấn like để chúng tôi biết bạn thích bản tin này. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ kênh của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.